Top 5 từ vựng tiếng Anh động vật cực kỳ trong sáng. Ở vị trí thứ 5 chúng ta có con ass. Không phải là mông nhá, không phải mông nhá. Nó con lừa. Suýt nữa thì đúng là lừa thật. Ở vị trí thứ 3 chúng ta có con cock. Roach, cockroach. Con gián. Top 2 chúng ta có con pussy cat, pussy cat. Con mèo. Top 1 chúng ta có tên gọi của một loài cá hàng dài. Slippery. Nói có sách mách có chứng nhá, nó là tên gọi của một loài cá hàng dài nhá. Nếu mà dịch ra thì còn có nghĩa là con cừu trơn trượt. Và sau khi chúng ta đã có con pussycat và con slippery dick thì mình sẽ bonus thêm một con cuối cùng, đó là con sperm whale. Sperm whale là con cá voi nhà táng ấy các bạn. Và các bạn sẽ phải bất ngờ khi biết rằng tất cả những cái từ vựng kể trên đã là một phần của buổi học của mình cùng với lại một giáo viên bản xứ và hai người bạn nước ngoài khác trên Cambly. I came to a cage and it says ass on the sign. And guess which ass was in the cage? A monkey? Some kind of baboon or something? A donkey. A donkey. Oh, yeah, of course. Ass is the name for donkey, right? An ass is a donkey, yes. That is so true. Doesn't just stop there, though, because came to another cage, and it says P-E-E, cock, on the sign. Oh, no. Peacock. Oh, no. That... By the way, Jemra, are you familiar with the peacock? No, I don't know. Let me put it here. By the way, and this is this beautiful bird that has like the really big tail, like that it kind of opens up. Tails, right? Exactly, that one. That is the peacock. Vừa rồi là một clip ngắn mà mình cắt ở trên buổi học trên app Cambly của mình ra cho các bạn xem, các bạn thấy nào. Riêng mình thì mình thấy cái việc học nhóm như thế này rất là vui nha. Vừa được giao tiếp cùng với lại giáo viên người bản xứ, vừa được giao lưu cùng với lại người bạn nước ngoài khác. Và vì yêu cầu của lớp học là tối đa 3 học viên và phải 21 tuổi trở lên, cho nên là các bạn có thể học hoàn toàn là về bất kỳ chủ đề nào các bạn muốn. Mặc dù là mình cũng không khuyến khích học nhiều những cái từ vựng nhạy cảm, nhưng mà cũng phải biết ít chứ đúng không? Thế nó mới vui, nó mới là gia vị của việc học ngôn ngữ các bạn ạ. Đây chính là cái tính năng mới học nhóm của Cambly nha. Giá chỉ từ 360k một tháng thôi nha, vì đang có ưu đãi Tết khi mà các bạn nhập cái mã này. Thêm vào đó là chỉ cần 24k là các bạn đã có thể học thử 30 phút ở trên app rồi. Nói chung là đây chỉ là một cái cơ hội để mà tận dụng cái dịp ưu đãi thôi, chứ còn app Cambly thì đã quá là quen thuộc với mọi người rồi. Thông tin cụ thể thì các bạn có thể vào bên trong để mà tìm hiểu thêm nha.